Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 80. Chương 791. Cảm giác hạnh phúc 2. Phía Tây, giải phóng về phía Tây. Lục Tân trụm hai tay thành hình cái loa kẻ sát miệng, gào to lên với Oa Oa, sau đó ra sức chỉ về hướng Tây. Oa Oa gật đầu rồi bay trên trời, từ từ giơ hai cánh tay nhỏ lên. Ầm ầm, sức mạnh tinh thần cực khủng khiếp lao về phía cô bé. Cứ như là dòng nước biển cực mạnh đang ào ào chạy ngược vào một cái lỗ hổng thật lớn đột nhiên xuất hiện dưới lòng đại dương. Ngay lúc này, áp lực của Oa Oa đã đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí Lục Tân còn nhìn thấy dưới làn da trắng như tuyết của cô bé đã xuất hiện vết rách, trái tim anh gần như vọt ra khỏi lồng ngực. Dưới áp lực này, Oa Oa đau đớn nhắm đôi mắt lại. Nhưng anh có thể nhận ra cô bé đang nỗ lực giữ bản thân thật bình tĩnh, từ từ điều hòa hơi thở. Qua vài giây, cô bé từ từ giơ tay, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chỉ về phía trước, sau đó cô bé từ từ hé mắt. Đôi mắt trong veo đã không còn trống rỗng như lúc trước, cứ như trong đó có ẩn chứa một chút linh tính lạ kỳ. Sau đó Oa Oa nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mềm mại, nghe lời nha, đi đi. Ngay khi giọng nói nghe có vẻ mềm mại này vừa dứt, dường như cả thế giới trở nên im lặng trong một giây. Ngay sau đó, tất cả sức mạnh tinh thần ở xung quanh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Có vẻ như những sức mạnh tinh thần này cũng đang bối rối, không muốn rời đi, cứ như chúng có sinh mạng, cũng biết tủi thân và uất ức vậy. Nhưng mà, sau khi chúng cẩn thận cảm nhận và xác định rõ thái độ của Oa Oa, cho dù không nỡ nhưng đành quyết tâm rời đi. Vì thế, lấy Oa Oa làm tâm, có một sức mạnh nào đó đang dần lan tràn ra. Ảo ảo, tuy quá trình rất phức tạp, nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tất cả sức mạnh tinh thần đều lấy Oa Oa làm tâm, lúc này bỗng nhiên khuếch tán từng vòng ra bên ngoài. Không có từ nào để miêu tả được khung cảnh khổng lồ này, bởi vì sức mạnh tinh thần lập tức rút đi thật xa đã kéo theo không khí xung quanh cũng bị mất đi một khoảng lớn. Vì thế đã xuất hiện tình trạng mất trọng lực, máu trong người giống như mất khống chế, điên cuồng chảy ngược lên trên não. Ầm, ầm, ầm. Các vùng hoang dã từ xa cho đến gần không ngừng xuất hiện tiếng không khí phát nổ. Đó là vì áp lực do sức mạnh tinh thần di chuyển đã va chạm với không khí rồi tạo ra những tiếng nổ mạnh này. Trạng thái mất trọng lực đã bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Những phóng xạ tinh thần xuất hiện ở khắp nơi. Những dòng chảy tinh thần hỗn loạn chồng chồng lớp lớp chảy ra bên ngoài. Nhưng rồi lại giống như bị ý thức nào đó làm ảnh hưởng. Chúng cố hết sức tập trung về hướng Tây, loáng thoáng như có một dòng biển màu đỏ sậm ào ào đổ về hướng Tây. Thậm chí sức mạnh to lớn ấy còn quét sạch lớp cỏ dại và đồng ruộng trên mặt đất. Cỏ dại tung bay đầy trên bầu trời, sau đó bị một sức mạnh to lớn cuốn lại rồi trôi dạt về phương xa như những cọng rong biển. Chuyện này, khi dòng chảy tinh thần hỗn loạn kia ảo ảo chảy lan ra khắp bốn phương tám hướng, thì ở một nơi khác trong thị trấn vui vẻ. Bên trong dòng chảy tinh thần hỗn loạn, không khí không còn bình lặng nữa, thậm chí những dụng cụ máy móc tinh vi trong xe cũng bị ảnh hưởng mạnh, giống như một dòng không khí chìm sâu dưới đáy biển hỗn loạn. Tần Nhiên bị tiếng ồn này dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, đứng phắt dậy, nắm chặt tay vịn để giữ vững cơ thể của mình. Đây cũng là chuyện mà ông từng nghĩ đến. Anh ta nhìn chằm chằm ông lão đang cúi đầu, giọng nói có hơi thay đổi. Để cô bé kia không bị mất khống chế thì chỉ còn cách này, có chuyện gì khó hiểu đâu. Ông lão ngồi trong xe nhìn dòng nước lũ hỗn loạn bên ngoài, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, cứ như không gì có thể làm ảnh hưởng đến ông ta. Nét mặt Tần Nhiên trở nên hơi vặn vẹo, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống, nói nhỏ. Vậy có thể đảm bảo việc truyền bá kế hoạch phúc âm không? Vậy phải xem Thành Thanh Cảng có thể gánh nổi hay không? Ông lão ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cứ như đã đoán trước được từ lâu, nói nhỏ, dù sao trong lúc đánh nhau, anh cũng không thể ép người ta không được đánh trả, đúng không? Đi, ngay khi thị trấn vui vẻ biến thành nơi không trọng lực, thì ngoài thị trấn lại biến thành một dòng nước lũ ồn ào. Sau khi Trần Tinh và Bích Hổ, Hùng Hải Tử nhận được thông báo của giáo sư Bạch thì đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Lúc này,
bọn họ đang ngồi trên chiếc xe được nhóm vũ trang bỏ lại ở điểm tập kết, chạy như điên với tốc độ kinh người. Tuy là đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, cũng đã rút lui kịp thời. Nhưng sức mạnh tinh thần tán loạn ở phía thị trấn vui vẻ vẫn lan tỏa tới khiến họ sợ hãi và cảm thấy áp lực như bị một trận sóng thần đuổi theo. Rầm rầm, Bích Hổ xoay tay lái như chơi ném đĩa. Động cơ của chiếc xe phát ra tiếng nổ thật mạnh, giống như con thú hoang phát điên phóng trên đoạn đường bỏ hoang nhấp nhô gập ghềnh với tốc độ 200 km/h. Làm cho Hùng Hai Tử ngồi ở ghế sau không thắt đai an toàn văng lung tung trong xe, nước mũi nước mắt chảy thành hàng dài. Phía sau là dòng lũ phóng xạ tinh thần cao tới gần 100 mét, cuồn cuộn ở đường chân trời, bầu trời hơi đỏ dáng mỡ gà. Phủ kín bầu trời, sắc trời đã tối sầm xuống, khiến người khác cảm thấy sợn tóc gáy. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 792, Địa Ngục Màu Đỏ Sậm 1. Dưới sự thúc đẩy của năng lực từ Oa Oa mà dòng chảy tinh thần hỗn loạn bên trong thị trấn vui vẻ sẽ đổ ào về phía Tây, cũng chính là nơi mà chúng ta đang đứng. Chúng ta không thể để mặc sức mạnh tinh thần khủng khiếp như vậy đổ về nơi khác. Bởi vì cho dù là nơi nào cũng sẽ gặp vấn đề vì dòng chảy tinh thần đáng sợ này, thậm chí nó còn có thể khiến người dân trong thành phố xuất hiện hiện tượng mất khống chế. Tập thể chạy xuyên qua những địa điểm tụ tập vũ trang lúc trước, nhưng họ vẫn không hề dừng lại, vẫn băng băng chạy về trước. Không ai dám lơ là chút nào. Ở một mức độ nào đó, thì tình hình lần này tương đương với việc biến vùng cấm cấp S thị trấn vui vẻ thành một quả bom. Phóng xạ tinh thần mạnh khủng khiếp này có thể làm ảnh hưởng năng lực, cũng có thể đập nát cả xe và người bọn họ. Lại thêm nữa, sau khi người bình thường và những người có năng lực dưới giai đoạn 2 bị sức mạnh phóng xạ tinh thần mạnh như vậy bao phủ sẽ lập tức xảy ra ảo giác. Mất cân bằng cảm xúc, cơ thể sẽ xuất hiện đủ mầm bệnh. Nói cho dễ hình dung thì đó là vì sức mạnh tinh thần tác động vào sẽ khiến con người bị mất khống chế. Cần phải chạy xa ít nhất 30 km trước khi nó đuổi kịp chúng ta. Trần Tinh điều khiển xe máy cúi thấp người, đạp ga hết mức. Cô ta không phải người có năng lực hệ người nhện, nhưng bằng bản lĩnh nhanh nhẹn và chiếc xe máy linh hoạt giúp cô ta miễn cưỡng đuổi kịp Bích Hổ. Tuy rằng nhường xe máy cho Bích Hổ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng vì có Hùng Hải Tử nên Bích Hổ nhất định phải điều khiển chiếc ô tô kia. Lúc này mới có thể bảo đảm tỷ lệ giữ được mạng sống của họ ở mức cao nhất dưới ảnh hưởng của dòng chảy tinh thần hỗn loạn kia. Rào rào, dòng chảy tinh thần màu đỏ sẫm đã lan tràn ào ào đến đây. Rất nhanh nó đã càn quét lán trại tập kết mà lực lượng vũ trang đã để lại lúc trước cùng với những chiếc xe và đủ loại vũ khí của bọn họ. Nhìn thì cứ như không có thứ gì lan đến đây, nhưng dưới sức ép nặng nề, tất cả những chiếc xe bằng thủy tinh đều xuất hiện những hoa văn hình mạng nhện. Sau đó lập tức nổ tung, còn lưới sắt lại bị một sức mạnh vô hình nào đó vặn thành bánh quai trèo. Tích tích tích, vô số hệ thống báo động liều mạng kêu vang. Tiếng ồn hòa trộn vào nhau inh tai. Ngay khi tiếng ồn ào này vang lên, nó đã lập tức bị dòng chảy tinh thần khổng lồ bao phủ, cắt đứt tiếng vang. May mắn là đơn binh và Oa Oa đã dẫn lực lượng vũ trang ở xung quanh đây đi trước rồi. Còn nếu không có lẽ bây giờ chúng ta đã nhìn thấy từng đám người trở nên cực kỳ điên cuồng. Trần Tinh nhìn thấy khung cảnh doanh trại đã bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm nghiền ép nát bấy, cô ta cảm thấy da đầu tê dần. Tổ trưởng, chạy ra bên ngoài hơn 30 km có ổn không? Trong kênh trò chuyện vang lên giọng rên rỉ của Bích Hổ, cái thứ đồ này trông không có vẻ như ra ngoài 30 km là sẽ ổn đâu. Này là do giáo sư Bạch nói, cho nên cứ chạy trốn đến vị trí đã định rồi nói tiếp. Trần Tinh cắn chặt răng, rồi chợt bị một luồng gió mạnh thổi đến phải ngậm chặt miệng lại. Thật ra cô ta cũng không biết kế hoạch hoàn chỉnh, bởi vì thời gian quá gấp. Cho dù là cô ta cũng chỉ có thể giúp giáo sư Bạch truyền đạt sơ kế hoạch tác chiến đến Lục Tân, sau đó lập tức lùi lại. Mà lúc này, dòng chảy tinh thần khổng lồ kia đã lan tràn ra bên ngoài, đã gây ảnh hưởng đến việc nhận tín hiệu. Cô ta cũng không có cách nhận được bất kỳ tin tức nào. Điều duy nhất có thể làm lúc này đó là chấp hành tốt mệnh lệnh mà mình đã nhận được.
ầm ầm ầm. Vào lúc dòng chảy tinh thần hỗn loạn phía sau đã vọt đến cách đám người Trần Tinh 100 mét, các cô đã trốn đi được khoảng 10 km. Từ xa đã có thể nhìn thấy một vài bóng người thưa thớt đang đứng trên vùng đất hoang vu. Đây đều là những nhân viên vũ trang ở điểm tập kết đã được Lục Tân và Oa Oa dẫn dắt rời từ đầu. Nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng tương đối nặng, hoặc là cơ thể suy yếu mà khoảng cách họ di chuyển không tính là quá xa. Nơi bọn họ chạy đến đã bị làn sóng sức mạnh gây ảnh hưởng. Lúc Lục Tân và Oa Oa dẫn bọn họ chạy như điên trên đường cũng đã xuất hiện ảnh hưởng. Cho dù sau đó Oa Oa đeo kính áp tròng lên, mặc quần áo bảo vệ ngăn cản sức mạnh của cô bé, nhưng theo quán tính, nhưng người này vẫn sẽ chạy về phía trước theo bản năng, giống như truy đuổi một thứ gì đã mất nhưng không muốn từ bỏ giấc mộng. Có rất nhiều người sau khi được dẫn dắt rời đi đã tỉnh lại ngoài vùng hoang dã, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Dù trong lòng còn mơ hồ nhưng vẫn rời khỏi vùng hoang dã này theo bản năng. Nhưng những người có dục vọng và chấp niệm với bảo tàng quá sâu thì càng không nỡ rời khỏi vùng đất hoang dã này. Thậm chí còn có một bộ phận người sau khi xác định không đuổi kịp Oa Oa, trong lòng vẫn không chịu từ bỏ, lại quay đầu chạy về thị trấn vui vẻ một lần nữa. Lúc này, người bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn bao phủ đầu tiên chính là bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 793, Địa Ngục Màu Đỏ Sậm 2. Ào ào ào, qua kính chiếu hậu của xe máy, Trần Tinh nhìn thấy dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm bao phủ những người này. Có cơ thể của vài người bị áp lực đè bẹp như cà chua, máu phụt ra từ hốc mắt, lỗ tai, miệng của họ. Giống như là bể phun nước, có một số người phun rất cao, thậm chí có khi cao đến 3-4 mét. Ngay khi dòng chảy tinh thần hỗn loạn chỉ còn 50 mét nữa là sẽ lao đến đám người Trần Tinh, thì các cô đã trốn được khoảng cỡ 30 km. Lúc này, bóng dáng các điểm tập kết của nhân viên vũ trang đã dần trở nên nhiều hơn. Trong lúc Trần Tinh cố gắng lái xe lao về phía trước, cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự dao động của sức mạnh tinh thần phía sau. Những người bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn bao trùm phần lớn biến thành những tấm da người khô cạn máu. Rồi cũng có một vài người bỗng cơ thể run lên bần bật, sau đó bắt đầu nhảy múa một cách cứng nhắc theo tiết tấu kỳ lạ. Cuối cùng, bọn họ hét lên đầy đau đớn, trên đầu có một con quái vật màu đen dương nanh múa vuốt chui ra. Dưới sự bao phủ của sức mạnh tinh thần màu đỏ sậm, chúng lạnh lùng mở mắt, uốn éo cơ thể một cách vụng về. Có vẻ như những nơi bị dòng chảy tinh thần hỗn loạn bao phủ sẽ lập tức biến thành địa ngục. Trong địa ngục, từng con ác ma giãn cơ thể ra, để lộ bản tính của chúng, cất tiếng cười quái quỷ. Lúc đầu đội trưởng nói cậu ta đi ra ngoài dạo một vòng là có thể giải quyết 7-8 con quái vật tinh thần, tôi chẳng tin chuyện này cho lắm. Trong kênh trò chuyện, Bích Hồ cũng phát hiện đám quái vật tinh thần xuất hiện, gân cổ nói lớn. Gã vốn chẳng thèm để ý bây giờ Trần Tinh có thả lời mình được hay không, gã chỉ muốn nói ra mà thôi. Rõ ràng đội trưởng Ba Hoa thì có, làm sao có quái vật tinh thần mạnh như thế để cậu ta làm sạch cho vui chứ? Bích Hổ đang nói, giọng nói đột nhiên biến thành kêu rên, bây giờ thì tôi tin rồi. Tổ trưởng, cô nói xem lần này chúng ta có thể chạy thoát hay không? Tổ trưởng, cô nói xem Linda đồng ý đi xem phim chiếu rạp với tôi là thật hay là lừa tôi? Tổ trưởng, vé xem phim ở thành chính có tặng thêm bắp rang với khoai tây chiên không? Bây giờ Trần Tinh nào có thời gian để trả lời Bích Hổ. Lúc này, trong đầu cô ta đã bị những cảnh tượng thảm thiết này dọa sợ, trái tim như có một bàn tay bóp nghẹt. Cho dù ban đầu đã đoán ra được dụng ý của Giáo hội Khoa học và Kỹ thuật, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nhiều quái vật tinh thần xuất hiện ngoài hoang dã như vậy, cô ta vẫn có cảm giác khủng hoảng như là trời đất sụp đổ. Từng lỗ chân lông trên người đều cảm nhận được sợ hãi. Mỗi một con quái vật tinh thần đều trở thành mối nguy hại đáng sợ cho những người ở đây. Nếu nó lan tràn ra khắp nơi, thì sẽ gây ra ô nhiễm đáng sợ đến mức nào chứ? Cô ta đã không còn năng lực suy nghĩ nữa, thậm chí còn có cảm giác bất lực và khủng hoảng như tận thế sắp đến. Có lẽ, đây chính là cảm giác mà người bình thường đối mặt với ô nhiễm. Ngay khi nỗi khủng hoảng trong lòng Trần Tinh đã lên đến đỉnh điểm,
Cuối cùng họ cũng đã đến vị trí cách 30 km như đã nói trước. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn ở phía sau cũng đã đuổi kịp họ, hơn nữa trông nó có vẻ vẫn cứ lan tràn về phía trước. Trần Tinh chạy xe máy và Bích Hổ lái xe đã không còn sức mà thở dốc nữa. Nếu vậy, thật sự họ sẽ bị cảnh tượng giống tận thế này bao phủ sao? Trần Tinh thở dài đầy mệt mỏi, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Sau đó, cô ta đột nhiên giật thót. Ở ngoài tầm nhìn của cô ta, có một loạt xe tải màu xanh lục đang cùng nhau tiến lên, nghiền ép cỏ hoang, nhanh chóng đến gần các cô. Trên đỉnh đầu, tiếng phành phạch vang lên liên hồi, đó là từng chiếc máy bay trực thăng bay trên bầu trời. Bên trong xe tải, ngồi ở ghế lái của chiếc xe tải chạy chính giữa là bộ trưởng Thẩm mặt lạnh như tảng băng. Khuôn mặt ông ta lạnh lùng, nhìn làn sóng tinh thần khổng lồ đang trào đến như mạch nước ngầm ở trước mắt, trong tay nắm chặt bộ đàm, trong đôi mắt lóe lên tia hung dữ. Ông ta bình tĩnh nhìn Trần Tinh và Bích Hổ thi chạy cùng dòng chảy tinh thần hỗn loạn, cuối cùng miễn cưỡng chạy qua được đường kẻ bằng vôi trên mặt đất. Sau đó ông ta đột nhiên quát lên, phát nổ. Bùm, 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 bùm. Đột nhiên, bên ngoài đường kẻ bằng vôi trên mặt đất liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Ánh sáng điện màu xanh chói mắt bắn về phía trước, sau đó nhanh chóng đan lại thành một tấm lưới lớn, nghênh đón dòng chảy tinh thần hỗn loạn đang lao về phía này. Bùm, bùm, bùm. Khi dòng chảy tinh thần hỗn loạn vừa xuất hiện, nó giống như là dòng nước biển không chịu khống chế, đỉnh lũ thấp nhất cũng lên 100 mét. Giống như che phủ cả bầu trời thành màu đỏ, sau đó chúng vẫn khuếch tán ra bên ngoài với tốc độ càng lúc càng nhanh. Rồi độ cao dần hạ thấp xuống, cho đến khi đến nơi tập hợp của Trần Tinh và bộ đội thành Thanh Cảng thì độ cao lúc này chỉ còn 4-5 mét. Nhưng tốc độ lại tăng nhanh hơn. Dù vậy, khi một hàng ánh sáng điện màu xanh nổ tung, hàng rào điện lập tức ngăn cản trước dòng chảy tinh thần hỗn loạn. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn khuếch tán ra ngoài theo hai hướng rất xa, gần như là không nhìn thấy biên giới. Mà mặt đất cũng được bố trí không biết bao nhiêu là bom điện, chỉ có thể nhìn thấy lớp vấn vôi dày đặc trên mặt đất, rồi kéo mãi ra xa tít tắp. Trần Tinh quay đầu lại, khi nhìn thấy khung cảnh dòng điện màu xanh phát nổ, tâm trạng cô ta kích động đến mức muốn ngất xỉu. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 794, có thể dùng pháo nổ xử lý thì xử lý bằng pháo nổ 1. Tít tít tít, âm thanh rải rác của lưới điện và tinh thần hỗn loạn đan xen vào nhau, tạo thành tiếng vang chói tai. Thậm chí đuôi xe của Trần Tinh và Bích Hổ còn bị lưới điện quét đến. Hai người cảm thấy sau lưng rùng mình, lông tơ dựng đứng. Có một lực mạnh ập đến, đó là không khí dao động bởi lưới điện. Chiếc xe của cô ta và Bích Hổ đều bị áp lực này đẩy mạnh về trước. Tuy năng lực của cô ta rất tốt nhưng cũng không khống chế được tay lái, ngã ầm xuống mặt đất. Cấp cứu. Khi vẫn còn đầu váng mắt hoa, cô ta nghe thấy tiếng nói rõ to. Chợt, có mười mấy người mặc đồng phục màu đen lao về phía đây. Đôi tay cố sức với ra phía trước, trường sức mạnh méo mó xuất hiện, tạo thành một cái võng niệm lực. Không phải ai cũng có thể dễ dàng thi triển niệm lực một cách tinh tế và nhanh chóng như Oa Oa. Dù mười mấy người mặc đồng phục màu đen cùng nhau đan thành trường sức mạnh cũng không đủ sức kéo hết cả người và xe Trần Tinh vào. Trần Tinh vẫn ngã xuống đất, chẳng qua nhờ có trường sức mạnh giúp giảm sóc, vì thế cô ta không bị ảnh hưởng quá nặng. Trần Tinh thở phào một hơi rồi bò dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy phía trước có mấy bóng người đong đưa. Có rất nhiều nhân viên trong đội hỗ trợ mặc đồng phục màu trắng nâng cáng, cầm thiết bị đo lường kiểm tra tinh thần lao về phía cô ta. Trong đám người đó, còn có một người mặc đồng phục người có năng lực. Đây là... Trần Tinh còn chưa kịp điều hòa hơi thở thì đã được đám người đó đỡ dậy. Sau đó là một hồi giả quét lung tung, kiểm tra dấu hiệu sự sống. Còn có mấy bàn tay mạnh bạo nhấc tay nhấc chân đè Trần Tinh lên cáng, vừa giúp cô hô hấp nhân tạo. Vừa loạt soạt xách cáng chạy, Trần Tinh giãy giụa theo bản năng, cô ta dùng sức bật dậy nhưng lại bị đè nằm xuống. Tôi không sao, đừng đụng vào tôi, anh kia đừng đè chân tôi, mẹ kiếp, bóp háng tôi làm gì? Ếch! Bên cạnh liên tục vang lên tiếng chu chéo của Bích Hổ,
Trần Tinh nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn không ít. Tôi không sao, tôi có tin tức quan trọng cần báo cáo. Được mọi người đỡ đi xa cách vạch vôi màu trắng khoảng 100 mét, lúc này Trần Tinh mới hít thở đều trở lại. Sau khi điều chỉnh trạng thái, cô ta hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, gỡ bình oxy ra lệnh cho mọi người đặt cô ta xuống. Sau khi đứng dậy, cô ta suýt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Ước chừng có mấy chục chiếc xe tải phân bố đều trên hoang dã, đám người mặc đồng phục đi tới đi lui phía sau xe tải. Ban đầu cô ta đã biết Thanh Cảng cố ý phái quân đội đến đây. Nhưng mà cô ta hoàn toàn không ngờ rằng dưới tình huống khẩn cấp và nguy hiểm như thế này mà họ lại cử nhiều người đến mức vậy. Dạo bước nhanh hơn, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, cô ta nhanh chóng đi đến chiếc xe tải nằm ở chính giữa. Nhìn thấy cô ta, Bộ trưởng Thẩm ngồi trong phòng điều khiển mở cửa xe nhảy xuống. Khuôn mặt ông ta lạnh như đá, hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm lo lắng. Ông ta liếc nhìn Trần Tinh một cái, lập tức hỏi ngay, bây giờ tình hình trong đó thế nào? Có rất nhiều nhân viên vũ trang không kịp sơ tán tụ tập lại thành nhóm, mật độ không lớn, ước chừng thì khoảng gần 200-300 người. Họ đã bị tinh thần hỗn loạn bao phủ. Lúc chúng tôi chạy ra, tôi có quan sát sơ qua thì khi những người này bị tinh thần hỗn loạn bao phủ, có một nhóm lập tức biến thành quái vật tinh thần, hơn nữa còn là quái vật có lượng cấp tinh thần cực cao. Lượng cấp tinh thần bình quân có lẽ từ 3.000 trở lên, rất có thể đạt đến cao nhất 7.000. Còn về số lượng thì khoảng chừng 30 con trở lên, hơn nữa không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều hơn. Có vài nhân viên nghiên cứu đứng bên cạnh Bộ trưởng Thẩm hơi run nhẹ. Quái vật tinh thần có lượng cấp tinh thần bình quân 3.000 trở lên, thậm chí cao nhất có thể đạt đến 7.000. Số lượng ít nhất 30 con trở lên. Vừa nghe đến đây, nó đã trở thành một con số khiến mọi người trở nên tuyệt vọng. Nếu người nói những lời này không phải Trần Tinh, chắc chắn bọn họ sẽ phun nước miếng, rồi mắng. Cô cho rằng mình đang viết tiểu thuyết đấy hở? Có hiểu tinh thần ô nhiễm là gì hay không? Rõ ràng sắc mặt của Bộ trưởng Thẩm cũng lạnh đi một chút, sau đó nói, đã biết. Sao mọi người lại đến nhanh như vậy? Hơn nữa, vì sao lại có đông người đến đây? Như vậy, lại còn có rất nhiều người có năng lực. Đến tận lúc này Trần Tinh vẫn chưa hỏi được vấn đề mà cô ta muốn hỏi nhất, dáng vẻ trông rất là nôn nóng. Chúng tôi đã đến từ sớm, chỉ là không dám đến gần nơi này. Bộ trưởng Thẩm mặt lạnh như băng, nói. Sau khi nhận được đề nghị của giáo sư Bạch và mệnh lệnh của ông Tô, chúng tôi lập tức tiến lên phía trước, bởi vì thời gian có hạn nên cũng chỉ có thể đẩy mạnh đến nơi này. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi không thể nào cử người xâm nhập để tiếp ứng cho các cô. Từ lâu giáo sư Bạch đã nghiên cứu ra lý luận sử dụng đặc tính của vũ khí xung điện từ làm mai một năng lượng tinh thần, cũng nhân tiện chế tạo ra mấy khẩu pháo xung điện từ đặt ở Thanh Cảng. Thiết bị quan trắc mà Thanh Cảng đặt ở đây đã sớm nhận được bước sóng phóng xạ tinh thần từ thị trấn Vui Vẻ. Vì thế để chúng tôi sử dụng vũ khí xung điện từ xử lý nguy cơ xảy ra hỗn loạn tinh thần này. Bây giờ chúng tôi nhận được mệnh lệnh đó là ngăn cản tinh thần xảy ra hỗn loạn. Hơn nữa tiêu diệt tất cả quái vật tinh thần ra đời trên vùng hoang dã này và nhân viên của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Trần Tinh hít một hơi thật sâu. Trái tim đang đập thình thịch đã trở lại ổn định. Cô ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy làn sóng tinh thần hỗn loạn đang lan đến đây đã bị lưới điện cản lại, xu thế có phần thắng. Nhưng cô ta có thể xác định, sau khi làn sóng tinh thần hỗn loạn khổng lồ đó hoàn toàn kéo đến đây thì sẽ tạo ra một cơn sóng tinh thần lớn như sóng thần. Đến lúc đó, cái lưới điện kia chắc chắn sẽ không đủ sức ngăn cản làn sóng tinh thần mạnh như thế. Càng đáng sợ hơn là bên trong thế giới màu đỏ sậm kia đang có đám quái vật cao lớn đen đúa bò từ từ về phía này. Thông qua ảnh hưởng của phóng xạ tinh thần, cô ta có thể đoán sơ dáng vẻ của đám quái vật đó. Có con cơ thể dài thật dài, lại có con to như con nhện, chúng thong thả bò sát ở trên mặt đất. Từ xa đã có thể nghe thấy giọng cười lạnh lẽo quái dị của chúng. Có những con trùng cơ thể to lớn, hơi co người lại rồi vọt về trước. Di chuyển tuy vụng về nhưng lại cực nhanh. Còn có con dã thú giống như bị chắp vá vào nhau, tay chân mọc lung tung lộn xộn, lăn lông lốc về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com
Chương 795, có thể dùng pháo nổ xử lý thì xử lý bằng pháo nổ 2. Những con quái vật kia đều bò lên từ vực sâu. Bản năng của đám quái vật này bị những người ở gần đây hấp dẫn, chúng đang bò dần về phía họ. Đó quả thật là một cơn ác mộng. Mọi người, Trần Tinh vẫn không nhịn được, nói ra điều khiến cô ta lo lắng nhất. Mọi người đã phái bộ đội tinh nhuệ nhất đến đây, thậm chí còn phái ra nhiều người có năng lực như vậy. Nếu vậy chẳng phải bây giờ Thanh Cảng đã biến thành một tòa thành trống sao? Đúng là bây giờ Thanh Cảng đã biến thành một tòa thành trống. Bộ trưởng Thẩm liếc nhìn Trần Tinh, sắc mặt ông ta hơi hòa hoãn lại, nhỏ nhẹ nói, nhưng thành trống thì có sao? Chúng ta phải tiêu diệt tất cả uy hiếp này ở ngoài bức tường thành. Tôi... Nghe bộ trưởng Thẩm nói, đột nhiên Trần Tinh không biết phải trả lời như thế nào. Cô ta không chắc lúc này bộ trưởng Thẩm làm vậy là đúng hay sai, nhưng trong lòng vẫn có một chút kích động. Làn sóng tinh thần hỗn loạn lần thứ hai đã sắp ập đến. Dự tính bức tường điện đầu tiên đã không đủ sức ngăn cản, sắp vỡ rồi. Đếm ngược. Cục diện trước mắt không cho phép Trần Tinh nói thêm điều gì nữa. Xung quanh có nhân viên nghiên cứu cầm loa kêu gào. Phía xa, làn sóng tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm lần thứ hai đã sắp bắt đầu tích tụ đủ sức mạnh. Rõ ràng chỉ là sức mạnh tinh thần vô hình, nhưng sau khi bị đè ép, va chạm chúng đã sinh ra một trường lực cực mạnh. Nó bay là trên mặt đất, rồi dần lan ra phía trước, áp lực càng lúc càng cao. Lưới điện sáng ngời đã trở nên ảm đạm, không ít điện tử thiết bị dưới lòng đất không chịu nổi áp lực nổ ra vô số đốm lửa. Dầm! Cũng vào lúc này, đám quái vật tinh thần có tốc độ nhanh nhất đã vọt tới gần dưới tuyến bằng vôi. Phía trước làn sương mù đỏ sậm đang từ từ có một khuôn mặt ló ra, to như một tòa nhà 6 tầng. Cả cơ thể như một thằng hề trong tay cầm một đống bóng bay. Cho đến tận khi nó ra khỏi làn sương đỏ sậm, các chiến sĩ xung quanh mới phát hiện ra nó nhờ vào phóng xạ tinh thần nồng đậm xung quanh. Đầu của thằng hề thật ra là một cái khinh khí cầu màu đỏ. Còn những quả bóng bay nó cầm ngược lại là đầu của những người khác. Một quả bóng bay đều là cái đầu của một người sống. Trên mặt những người đó đều nở nụ cười quái dị. Áp lực vô hình bao phủ phía trên đội quân. Lúc tất cả nhân viên không nói gì, bộ trưởng Thẩm đứng cạnh Trần Tinh đã mở cửa xe lấy bộ đàm ra. Ông ta nhìn dòng chảy tinh thần hỗn loạn khổng lồ trước mắt và đám quái vật tinh thần im lặng bên trong làn sóng tinh thần kia, nhíu chặt mày. Sau đó ông ta hít sâu một hơi, nói to, chuẩn bị pháo xung điện từ siêu tần. Tít tít tít, đằng sau hàng loạt xe tải đã tiếng vang tít tít nặng nề của máy móc. Trong mỗi một chiếc xe tải đều có một khẩu pháo ống tròn dài chừng 3 mét, đường kính 70cm dựng thẳng lên. Bởi vì quá nhiều xe tải, cho nên cũng có rất nhiều khẩu pháo ống tròn dài giống vậy. Đến khi chúng đồng loạt xuất hiện, lập tức khiến cho người khác cảm nhận được một cảm giác thoải mái bị vì ép buộc kỳ lạ. Tiếng động ồn ào nhưng lại theo quy tắc này khiến cho trái tim của Trần Tinh trở nên tê dại. Sau đó bộ trưởng Thẩm hít sâu một hơi, quát to, 3, 2, 1, bắn ra, ầm ầm ầm. Đột nhiên, liên tục vang lên tiếng gầm rú đinh tai bao phủ tất cả khu vực xung quanh. Từng cột sáng nóng bỏng lóa mắt to như quả bóng rổ được bắn ra từ bên trong khẩu pháo ống. Tròn kia, nhịp nhàng giống như mưa tên cùng lao ra. Kèm theo đó là một khí thế và sức mạnh không thể ngăn cản lao thẳng về phía dòng chảy tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm cùng đám quái vật tinh thần kia. Thằng hề to lớn đã bị một quả cầu lửa lao ra khỏi miệng pháo đâm thủng. Trên ngực nó xuất hiện một cái lỗ to đùng. Chùm bóng trong tay nó cũng bị pháo nổ mất một nửa. Những khuôn mặt còn sót lại xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ, có vẻ như đến tận bây giờ chúng vẫn không biết vì sao mình lại bị thương. Có điều những khuôn mặt bay giữa không trung còn chưa kịp biểu lộ những vẻ mặt khác thì càng nhiều pháo sáng bao trùm lấy chúng. Không chỉ đám quái vật tinh thần ở gần đây, mà ngay cả làn sóng tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm kia cũng bị pháo sáng lập tức xua đi. Giống như cục tẩy lau đi màu sắc trên bầu trời, trong không khí xuất hiện những vệt sáng sủa. Có vô số chiếc xe quân sự đồng loạt nổ tung thành từng cột sáng, đồng nghĩa với việc lau sạch toàn bộ khung cảnh đỏ sậm này. Cùng lúc đó, Trần Tinh cảm giác mặt đất rung lắc dữ dội, màng nhĩ muốn nổ tung.
nhưng cô ta vẫn có thể phát hiện ra một vài chi tiết khó có thể phân biệt trong loạt tiếng vang đinh tai nhức óc này. Cô ta quay phắt đầu lại, đã nhìn thấy ở trên bầu trời phía xa có một vài quả tên lửa có đầu nhọn với cái đuôi thật dài bắn từ phía xa xôi tít tắp đến đây. Nó giống như một thanh kiếm đâm sầm vào khu vực hoang dã đã bị làn sóng tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm bao trùm. Ầm, lưới điện to lớn nổ tung ở phía xa, cơn địa chấn giống như đất lở núi sập. Ngay sau đó là từng quả cầu lửa nối liền bắn ra khỏi ống pháo, đồng thời nổ tung thành từng đợt pháo hoa. Lúc này, cho dù là Trần Tinh cũng phải hít sâu một hơi, đứng ngây như phỗng. Cô biết không? Bộ trưởng Thẩm cúi đầu nhìn về phía Trần Tinh, trên khuôn mặt lạnh lùng của ông ta bỗng nhiên xuất hiện nụ cười nhẹ khó có thể nhận ra. Ông ta hạ nhỏ giọng, nói thầm, mẹ kiếp, tôi đã muốn lén nổ thử mấy quả pháo từ lâu. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 796, Thủ lĩnh Tinh Thần 1. Không ngờ Thanh Cảng lại to gan đến vậy. Lúc này, nhân lúc sức mạnh tinh thần rút khỏi thị trấn vui vẻ, căn nhà di động trên xe đã chạy theo hướng ngược lại, hơn nữa còn chạy rất xa. Trong chiếc xe đó, cho dù là Tần Nhiên hay là vị thần quan không có năng lực khoa học kỹ thuật và ông cụ thần bí kia, dường như đều không ngờ sau khi phóng xạ tinh thần biến mất thì họ lại ở cùng khu vực với Lục Tân. Thông qua máy theo dõi, bọn họ nhìn thấy khung cảnh ở vùng hoang dã. Quân đội Thanh Cảng đang dùng cách vừa thô lỗ vừa ngang ngược để xử lý dòng chảy tinh thần hỗn loạn kia. Ngoài ra, từng loạt vũ khí đặc thù của quân đội và người có năng lực đã chia ra thành những đội hình phối hợp với nhau dưới sự che mắt của pháo sung điện tử. Siêu Tần kết hợp từng chút các loại năng lực và vũ khí đặc thù, săn lùng đám quái vật tinh thần đang giãy giụa bên trong dòng chảy tinh thần hỗn loạn kia như săn thú, giết từng con một. Máy theo dõi không có tiếng động nhưng lại có thể mang đến cảm giác kinh ngạc kỳ lạ cho người xem. Cho dù là bọn họ thì lúc này ai cũng đều ngơ ngác, trong xe ngập tràn những khuôn mặt không dám tin. Lời giải mà Thanh Cảng nộp lên khiến người khác hơi bất ngờ, nhưng vẫn phải khen ngợi cho cách giải quyết này. Chỉ có ông cụ kia không có vẻ bất ngờ, ông ta gật đầu nhẹ, cái mũ sụp xuống thấp hơn. E rằng bây giờ không phải lúc nói những điều này. Tần Nhiên quay phắt người lại, nhìn chằm chằm ông cụ, một kế hoạch vốn rất hoàn hảo. Bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, sao chúng ta lại có thể bình tĩnh được? Kế hoạch của đại giáo chủ có thể thành công thật sao? Ông cụ hơi ngẩng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt hiền từ nhìn xa trông rộng, cười nói, có thể hay không thành công, tại sao lại hỏi tôi? Là vì... Tần Nhiên bỗng nghẹn lời, cảm thấy rất hoang đường, nói, ông là cố vấn mà người đó mời đến. Nếu là cố vấn... Ông cụ phủi nhẹ ống quần của mình, cười nói, đương nhiên là phải giúp người đó hoàn thành chuyện này một cách tốt nhất. Bây giờ người đó đã hoàn thành tốt nhất rồi. Còn có thể thành công hay không? Tại sao lại hỏi tôi chứ? Các búi cơ trên khuôn mặt Tần Nhiên hơi giật. Qua một lúc lâu anh ta mới ngẩng đầu. Vậy thì phải hỏi ai? Ông cụ cười một tiếng, hơi duỗi người, nói, đương nhiên là hỏi chính người đó và đối thủ của người đó rồi. Ầm ầm ầm. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm rú ồn á và tiếng mặt đất nứt toác ra, Lục Tân mới mở mắt. Khi tinh thần hỗn loạn tràn ngập khắp vùng hoang dã, Lục Tân có cảm thấy như chìm vào một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Cảm giác áp lực, khó chịu lan tràn khắp các lỗ chân lông, trong tai như có hàng vạn tiếng ồn ào kêu liên tục. Nhưng mà tất cả ảo giác và hỗn loạn này đều đột nhiên biến mất ngay khi tiếng pháo ở xa xa vang lên. Cho dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh tiếng pháo sung điện từ nổ ầm ầm. Âm thanh này đơn điệu hơn nhiều so với âm thanh mà tinh thần hỗn loạn tạo ra, có điều nó lại mang đến cảm giác rất mạnh mẽ, khiến lòng người cảm thấy yên tâm. Lục Tân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy xung quanh không còn giống như trước, ánh mặt trời bỗng nhiên trở nên sáng rọi. Cảm giác đầu đau nhức như bị kim châm đã hoàn toàn biến mất, các giác quan tựa như trở nên cực kỳ nhạy bén. Lục Tân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bầu trời tràn ngập ánh nắng như sau cơn mưa. Trong nháy mắt,
Dường như anh không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh tinh thần nào ảnh hưởng đến mình. Thời tiết ấm áp giống như những buổi trưa lười biếng trong trí nhớ. Sức mạnh tinh thần xung quanh đều bị oa oa quét sạch. Ở phía xa, tiếng vang ầm ầm khiến lòng người rung động vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng ở thị trấn nhỏ này, ngoại trừ mặt đất thỉnh thoảng sẽ rung lắc nhẹ nhẹ ra thì còn có thêm một hương vị bình an tĩnh lặng. Làn sóng tinh thần hỗn loạn màu đỏ sậm bao phủ cả bầu trời thị trấn bây giờ đã không còn nữa, mà chuyển thành một loại sức mạnh tinh thần sạch sẽ trong trẻo nhất thế giới. Bụp! Lúc anh vừa ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu có một cái bóng đen rơi bụp xuống. Lục Tần giơ tay đón nó theo phản xạ, sau đó bị đè ngã sấp xuống mặt đất. Trong lòng anh đang ôm một cơ thể mềm mại. Vừa cúi đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ có vẻ rất ngạc nhiên. Là oa oa rơi xuống, không còn sức mạnh tinh thần, cô bé cũng không thể cử động được nữa. Lại còn rất nặng. Lục Tần nghĩ thầm, có khi nào cân nặng của cô bé hơn 50kg không? Oa oa được Lục Tần đỡ, vẻ mặt cô bé hơi ngạc nhiên, có vẻ như là đã quen với việc bay lơ lửng, nên bị rơi xuống thì hơi bất ngờ. Cô bé hoảng sợ một lúc, sau đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Lục Tần. Khuôn mặt của cô bé cũng xuất hiện một chút ngạc nhiên, giống như là lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới này vậy. Không còn sức mạnh tinh thần ngăn cản. Sau đó, cô bé thấy hơi tò mò, từ từ vươn tay vuốt về gương mặt Lục Tần. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 797 Thủ lĩnh tinh thần 2. Lục Tần ngẩn người, anh hơi chần chừ, hình như động tác này không tốt lắm đúng không? Cô bé cũng đâu phải là em gái anh. Anh đơn binh có nghe thấy không? Tai nghe được gắn ở chân gọng trái mắt kính bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng. Có vẻ như người ở đầu bên kia rất nôn nóng, gọi liên tục không ngừng nghỉ. Giọng nói ban đầu còn hơi rè rè, sau đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Lục Tần cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng tránh khỏi tay oa oa, hỏi thử, Hàn Băng, là tôi. Nháy mắt, giọng của Hàn Băng đã ngập tràn vui sướng, nói liên tục, anh đơn binh, anh có thể nhận được tín hiệu của tôi, thật tốt quá. Thanh Cảng cử quân đội chuyên xử lý ô nhiễm ra. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phong tỏa và làm sạch tinh thần hỗn loạn cùng với quái vật tinh thần ở thị trấn Vui Vẻ, khôi phục việc trao đổi thông tin của chúng ta. Tôi bắt đầu gọi cho anh từ 10 phút trước. Anh có thể nghe thấy sao? Thật tốt quá! Bây giờ anh có nghe thấy rõ không? Có thể. Lục Tần không kịp lấy lại phản ứng, vội vàng gật đầu, đã lâu không nghe thấy giọng của cô. Giọng nói của Hàn Băng dừng lại một chút, rồi cười nói. Tôi luôn bận rộn ở nhóm phân tích thông tin. Lục Tần nghe cô ấy nói xong thì đột nhiên không biết phải nói gì. Trong lòng thấy hơi cảm động, anh liếc mắt nhìn sang oa oa một cái, rồi đứng dậy đi ra một nơi khác. Anh đơn binh, bây giờ anh vẫn ổn chứ? Khá ổn. Không bị thương chứ? Không có. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn. Lướt qua đoạn trò chuyện quen thuộc, Hàn Băng lưu loát nói, anh đơn binh. Bây giờ tôi có nhiệm vụ hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ làm sạch ô nhiễm. Xin mời mở hệ thống liên lạc thông tin trong mắt kính Hồng Ngưng. Tôi có tài liệu quan trọng gửi cho anh. Lúc này Lục Tần mới hoàn hồn lại, vội vàng ấn lên cái nút mini bên cạnh mắt kính. Bên trong cái mắt kính của anh là hệ thống gửi thư đi một chiều. Nếu bật nó 24/24 có thể gọi điện và liên lạc ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Hình ảnh trong kính lại thuộc về một máy chủ khác. Hồi nãy, bởi vì đi vào khu vực phóng xạ tinh thần đã gây nhiễu hệ thống này, vì vậy Lục Tần đã tắt nó đi. Được. Không biết ở đầu bên kia có phải Hàn Băng đã nghe thấy tiếng hệ thống bên này đăng nhập hay không? Rõ ràng cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng nói. Anh đơn binh, bây giờ tôi sẽ gửi cho anh tư liệu mà giáo sư Bạch mới vừa gửi đến, chắc là có thể giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ làm sạch. Qua tổng hợp và phân tích tư liệu có được, cùng việc liên hệ với viên nghiên cứu nguyệt thực của thành phố trung tâm. Trên cơ bản thì chúng tôi đã có thể xác định mục đích của đại giáo chủ Ecuador. Chúng tôi có lý do để khẳng định bây giờ anh ta muốn thông qua một loạt kế hoạch này để đẩy mưu đồ của anh ta đến giai đoạn thứ tư. Cũng tức là
lãnh chúa tinh thần, lãnh chúa tinh thần. Trong lòng Lục Tân truyền đến một cảm giác mãnh liệt, anh quay đầu lại. Vừa nãy anh suýt thì quên mất người này. Nếu tinh thần hỗn loạn đã được loại trừ, nguy cơ của Oa Oa cũng đã được xóa bỏ, vậy thì đến lúc xử lý công việc chính rồi. Tinh thần hỗn loạn xung quanh bị quét sạch, dường như thị trấn vui vẻ chưa từng ngập tràn ánh sáng như thế này. Xung quanh sạch sẽ, lấp lánh như pha lê, nhưng trước mặt Lục Tân, cái kén sáng khổng lồ vẫn còn đấy. Năng lực của Oa Oa chỉ có thể xua đuổi phóng xạ tinh thần vô chủ đi mà thôi. Còn sức mạnh tinh thần của người có năng lực hoặc là xuất phát từ nguồn lây nhiễm tinh thần sẽ không biến mất theo. Khi vừa vào thị trấn vui vẻ cũng giống vậy, khi đó khắp hoang dã bay dày đặc phóng xạ tinh thần. Nhưng mà vốn Oa Oa không mang đến sức mạnh tinh thần khủng khiếp như vậy, bởi vì sức mạnh này là của bảo tàng Ecuador. Cho đến tận khi cô bé bắt đầu phá vỡ cơ cấu phóng xạ tinh thần của bảo tàng, những sức mạnh tinh thần kia mới quấn quanh cô bé. Lục Tân thấy kén sáng kia, cũng nhìn thấy hình người đứng trên giá chữ thập trong kén sáng. Lúc này, nữ vương càng lúc càng bị ký sinh sâu hơn. Bên trên giá chữ thập đã lan ra những sợi dây thần kinh và mạch máu, số lượng có vẻ như tăng lên gấp đôi, ăn sâu vào trong cơ thể nữ vương. Hấp thụ máu thịt và sức mạnh tinh thần khổng lồ vào bên trong giá chữ thập, còn nữ vương chỉ rũ đầu, có vẻ như đã không còn sức chống cự. Sức mạnh tinh thần xung quanh đã biến mất, sức chống cự của nữ vương lại càng yếu đi. Trái tim Lục Tân thoáng trở nên nặng nề. Anh có thể nhìn ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nữ vương bị cướp đã tăng lên gấp đôi. Giáo hội khoa học và công nghệ đã ra tay với nữ vương một thời gian dài. Nữ vương vẫn luôn chống cự, cho nên giáo hội khoa học và công nghệ tiến hành nghi thức ký sinh rất chậm chạp. Nhưng bây giờ, phóng xạ tinh thần đã bị Oa Oa tiễn đi sạch sẽ, đã làm suy yếu sức chống cự của nữ vương. Tốc độ bị ký sinh của cô ta tăng nhanh hơn, nhìn sơ thì cô ta đã không còn chịu được quá lâu nữa. Ôi! Dường như nhận ra ánh mắt của Lục Tân, bên trong kén sáng, đại giáo chủ Ecuador tóc vàng mắt xanh cũng lạnh lùng nhìn về phía anh. Tiếng gầm rú đinh tai và từng tảng lớn sức mạnh phóng xạ tinh thần biến mất bên ngoài thị trấn vui vẻ rõ ràng đã đánh động đến anh ta. Nhưng anh ta tin kế hoạch còn nằm chắc trong tay mình, bởi vậy ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn xuống dưới như kẻ ăn trên ngồi trước. Qua kén sáng, Lục Tân nhìn thẳng vào anh ta, dường như nơi mà ánh mắt họ chạm vào nhau nảy sinh ra những tia lửa vang lên tách tách. Hai người một trên một dưới, chênh lệch hình thể càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của đại giáo chủ Ecuador đã trở nên lạnh lùng, thậm chí còn đang dần xuất hiện cảm xúc khinh miệt. Sau đó, trong ánh mắt khinh miệt của đại giáo chủ Ecuador, Lục Tân từ từ quay người. Một tay đỡ gọng mắt kính rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh kén sáng, nói thầm, tôi nghe thấy, bây giờ tôi đang ở cạnh anh ta đây. Anh ta trốn trong kén sáng không dám ra, tôi không đánh được anh ta. Tôi không rõ lắm. Dù sao các cô mới là người chuyên nghiệp mà. Vậy nên các cô có cách gì đối phó với anh ta không? Đại giáo chủ Ecuador. Sao phản ứng của anh lại không giống như trong suy nghĩ của anh ta? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 798. Chui đầu vào chai một. Anh đơn binh, đầu tiên hãy nghe tôi nói. Hàn Băng nói, qua tin tức nhận được từ Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, có thể đoán âm mưu trước mắt của anh ta là gây ảnh hưởng đến một số đông người để tiến vào giai đoạn thứ tư. Thành thật xin lỗi anh đơn binh, tôi không hiểu biết nhiều về giai đoạn thứ tư, bây giờ chỉ có thể cung cấp những thông tin trên giấy tờ cho anh. Nếu có chỗ nào không hiểu, anh có thể bảo tôi ngừng bất cứ lúc nào, giáo sư Bạch đang ngồi gần tôi, có thể giải đáp nghi vấn của anh. Vậy, Lục Tân ngơ ngác một lúc, rồi đồng ý, đồng thời nghĩ thầm, vậy tại sao không để giáo sư Bạch tự nói chuyện với mình? Rồi anh lại nghĩ tiếp, thế này cũng khá ổn. Dù sao anh và Hàn Băng đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, đến huấn luyện cơ sở cũng là cô ấy dẫn dắt anh, trò chuyện sẽ càng tiện hơn. Trọng tâm của giai đoạn thứ tư đó là lãnh chúa tinh thần. Qua thông tin trong hồ sơ, người này thông qua một quái vật tinh thần cực mạnh nào đó ở vực sâu có tên là lãnh chúa quái vật tinh thần,
đặc điểm của nó chính là biến mình thành trung tâm, tạo dựng nên một tràng vực tinh thần ổn định. Bên trong tràng vực này, tất cả quái vật tinh thần đều sẽ bị lãnh chúa tinh thần chi phối, giống như quan hệ giữa kiến chúa và kiến thợ. Theo phỏng đoán của nhân viên nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, có lẽ điều này có liên quan đến giới hạn chịu đựng lượng cấp tinh thần của cơ thể. Đạt đến giai đoạn thứ ba, có nhiều cơ thể sẽ có lượng cấp tinh thần không giới hạn. Nhưng nếu lượng cấp tinh thần không giới hạn sẽ dẫn đến bản thân mất đi ý thức, rồi mất khống chế. Cho nên lãnh chúa tinh thần thường sẽ biết rõ giới hạn sức mạnh tinh thần của mình, phải đảm bảo ý thức bản thân vẫn giữ nguyên. Hơn nữa, khống chế các loại quái vật tinh thần trong tràng vực để giúp bản thân lớn mạnh hơn. Đây là một loại hiện tượng tồn tại bẩm sinh bên trong quái vật tinh thần, nhưng con người vẫn chưa khống chế thành công. Theo suy đoán của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực và giáo sư Bạch, có lẽ mục đích của vị đại giáo chủ Ecuador từ Giáo hội Khoa học và Công nghệ là muốn thực hiện điều này. Phân tích từ kế hoạch trước mắt của anh ta, họ đưa ra một phỏng đoán. Vị đại giáo chủ Ecuador này muốn mượn sự trợ giúp của vật phẩm ký sinh bảo tàng Ecuador, cùng với năng lực bản thân anh ta cộng năng lực của nữ vương thị trấn vui vẻ. Ba người này sẽ khống chế và củng cố lẫn nhau, tạo ra quan hệ tam giác cân ổn định. Đến lúc đó, anh ta sẽ trở thành lãnh chúa tinh thần thật sự. Một Hàn Băng nói hơi nghe nhiều như vậy, Lục Tân cảm thấy hơi khó tiêu hóa nổi. Hơn nữa, Hàn Băng không chỉ nói, mà phía trên trong kính cũng lập lòe hình ảnh, có 7-8 tập hồ sơ được gửi đến anh. Trong đó, có hồ sơ của bảo tàng Ecuador, cũng có suy đoán về năng lực của nữ vương thị trấn vui vẻ. Đây chính là nhiệm vụ làm sạch của mình. Lục Tân quay đầu nhìn đại giáo chủ Ecuador bên trong kén sáng một cái, cảm thấy anh ta thật là phiền. Nhìn nữ vương đã không thể nào chống đỡ được quá lâu nữa, làm sao anh có thời gian đọc nhiều tài liệu đến vậy? Vì thế anh hỏi thẳng, phải giải quyết anh ta thế nào? Theo lý thuyết thì phương pháp rất đơn giản. Có vẻ như Hàn Băng cũng không thấy bất ngờ khi nghe Lục Tân hỏi vấn đề này. Trả lời ngay, bảo tàng Ecuador, kế hoạch ký sinh nữ vương thị trấn vui vẻ, bản thân đại giáo chủ Ecuador. Muốn trở thành lãnh chúa tinh thần, này ba người này không thể thiếu bất kỳ ai, cho nên chỉ cần phá hủy bất kỳ một thứ nào trong đó, tất nhiên anh ta sẽ thất bại. Một trong ba, nói theo lý thuyết thì đúng là rất đơn giản. Lục Tân nghe Hàn Băng giải thích xong, trong lòng anh thầm nghĩ thì ra đơn giản như thế. Anh lập tức đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, nhìn phía bình thủy tinh to trước mặt, anh nghiêng đầu bắt đầu đánh giá. Phía sau anh, Oa Oa cũng học theo, cũng tò mò nghiêng đầu đánh giá đại giáo chủ Ecuador trong bình thủy tinh bên trong kén sáng. Dường như lúc này đại giáo chủ Ecuador đang tăng tốc nghi thức ký sinh. Ban đầu anh ta đang toàn tâm toàn ý tăng tốc ký sinh nữ vương. Rồi không biết có phải vì bên ngoài quá yên tĩnh hay không mà anh ta đã bị phân tâm. Còn người dưới mí mắt đảo qua đảo lại, có vẻ như đang do dự, rồi cuối cùng quyết định mở mắt. Sau đó anh ta nhìn thấy bên ngoài kén sáng, Lục Tân và Oa Oa nghiêng đầu đánh giá dáng vẻ của anh ta. Trạng thái này khiến anh ta có cảm giác hơi kỳ lạ. Nó không giống trong tưởng tượng của anh ta. Chẳng phải họ nên nóng ruột vội vã tốn công phá hủy kén sáng một cách vô ích sao? Không phải bọn họ nên bị phẫn nộ bao trùm, to tiếng ra lệnh cho anh ta lập tức dừng tay lại sao? Nhưng sao họ lại còn bình tĩnh hơn cả anh ta nữa? Có một cảm giác kỳ quái đang dâng lên trong lòng anh ta. Lúc này anh ta vốn nên tập trung tinh thần hoàn thành nghi thức ký sinh cuối cùng. Dù sao tất cả điều kiện trước mắt đang có lợi cho anh ta. Nhưng vì thái độ trung thực như đang đi tham quan của hai người kia ngược lại khiến anh ta hơi mất bình tĩnh. Không ngờ, vào lúc này tốc độ ký sinh lại trở nên chậm hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 799. Chui đầu vào chai hai. Cốc cốc, Lục Tân không biết đại giáo chủ Ecuador đang nghĩ gì, anh chỉ đang tập trung vào công việc. Sau một hồi quan sát, anh bước đến gõ lên kén sáng. Lần nữa xác nhận cái kén sáng này, hoặc là nói cái chai này rất cứng, muốn đập vỡ nó vô cùng khó khăn.
Hơn nữa đập vỡ nó thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần tiêu diệt cả nữ vương và đại giáo chủ Ecuador. Lựa chọn này cũng không phải là không được, nhưng tạm thời để đó tính sau. Nguyên nhân Lục Tân không làm vậy là vì anh không biết rốt cuộc hành động đó có thể khiến họ cùng bị tiêu diệt hay là thúc đẩy quá trình ký sinh của Ecuador. Nói như vậy, tạm thời không thể nào ra tay với mục tiêu Ecuador và nữ vương. Nếu vậy, Lục Tân quay đầu, nhìn về vùng hoang dã mênh mông kia, khắp nơi gần xa đều có người đau đớn nằm la liệt, hoặc là đã chết. Những thứ này trước kia đều là đồ sưu tập trong bảo tàng Ecuador. Nếu như chọn một trong ba, bây giờ có hai lựa chọn không thể chọn, vậy thì chỉ còn lại một lựa chọn cuối. Bảo tàng Ecuador. Phá hỏng vật phẩm ký sinh cũng đồng nghĩa với việc có thể phá hủy kế hoạch của đại giáo chủ Ecuador. Nhưng lựa chọn này cũng xuất hiện vài vấn đề. Ví dụ như rốt cuộc bảo tàng Ecuador nằm đâu, phải hủy diệt nó như thế nào, vân vân. Rốt cuộc cái bảo tàng này trông như thế nào? Lục Tân suy nghĩ một chút, rồi hỏi vấn đề này. Trong tròng mắt kính của anh đã hiện ra hồ sơ về bảo tàng Ecuador. Bảo tàng Ecuador đánh số 023 tính chất đặc biệt, thu thập bất hạnh và đau khổ trên thế giới. Giới thiệu, lúc ban đầu bảo tàng Ecuador chỉ là một truyền thuyết được lưu truyền ở quần đảo phía Nam. Nghe nói những người đang chìm trong đau khổ và bất hạnh sẽ bất chợt vào được bảo tàng. Sau đó giao nỗi bất hạnh và đau khổ của mình cho bảo tàng để đổi lấy hạnh phúc mãi mãi. Lúc ban đầu khi truyền thuyết này xuất hiện, viện nghiên cứu từng cử nhân viên điều tra đến quần đảo phía Nam để điều tra. Cũng từng dùng hình thức giao nhiệm vụ để thu thập thêm thông tin về viện bảo tàng, nhưng đều thất bại. Cho đến tận 14 năm sau khi trang máu xuất hiện, thành phố núi Thanh Đằng ở phía Nam xuất hiện sự kiện một lượng lớn người dân tận mắt nhìn thấy bảo tàng Ecuador. Qua điều tra thăm dò và kiểm chứng của nhân viên, đã xác định bảo tàng Ecuador có tồn tại. Bởi vậy họ đã đánh số ký hiệu, bởi vì trước mắt phát hiện ra vật phẩm ký sinh linh giai số 23. Phụ, nghiên cứu viên chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với bảo tàng Ecuador, bởi vậy cũng không thể xác thực tính chính xác của hồ sơ. Tập hồ sơ này rõ ràng là từ viện nghiên cứu, có lẽ là sau khi anh phát hiện sự tồn tại của bảo tàng Ecuador. Truyền tin tức về Thanh Cảng. Thanh Cảng lại yêu cầu thành phố trung tâm hỗ trợ, cung cấp thêm thông tin cho anh. Nhưng phần tư liệu này đúng là không có tác dụng lớn lắm. Chưa ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của viện bảo tàng, bao gồm anh đơn binh. Hàn Băng trả lời rất nhanh, mà rõ ràng đây mới là một chuyên viên phân tích thông tin chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên nghiệp. Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, rồi nghe cô ấy tiếp tục nói. Lúc trước anh đơn binh vào được viện bảo tàng có lẽ là vì bị viện bảo tàng ảnh hưởng vào trong phạm vi phóng xạ của nó. Điều này chứng minh bây giờ viện bảo tàng đang ở thị trấn Vui Vẻ. Nếu muốn phá hủy nó, vậy có hai lựa chọn. Một là phá hủy bản thể ký sinh của nó, hai là tìm ra quy luật của nó, ngăn cản nó tiếp tục gây ô nhiễm. Lục Tân đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không ai biết bản thể của bảo tàng Ecuador, hoặc là nói vật phẩm mà nó ký sinh có hình dáng bao lớn. Nếu rất nhỏ, vậy rất có thể nó bị giấu ở bất kỳ một nơi nào đó. Thị trấn Vui Vẻ rất rộng, khó có thể tìm thấy nó trong khoảng thời gian ngắn. Lúc trước tôi từng vào trong viện bảo tàng, bị nó giam giữ bên trong, cho đến tận khi tôi thay đổi nhận thức chính mình, xác định viện bảo tàng này là giả mới có thể bước ra. Nhưng khi đó tôi còn có thể nhìn thấy phóng xạ tinh thần của nó, hơn nữa sử dụng sức mạnh của Oa Oa phá vỡ phóng xạ này. Và lúc đó tôi có nghe thấy tiếng chai thủy tinh bị vỡ, điều này có được tính là phá hủy viện bảo tàng hay không? Nghe câu hỏi của Lục Tân, Hàn Băng im lặng một lúc, như là đang nghe người khác giải thích cho cô ấy. Sau đó cô ấy nhanh chóng nói, anh đơn binh chỉ phá hủy đồ vật cất giữ nó, chứ không phải phá hủy bản thân của viện bảo tàng. Lúc anh vào viện bảo tàng và ra khỏi viện bảo tàng, cũng không thật sự tiếp xúc với vật phẩm ký sinh, mà chỉ bị nó ảnh hưởng, rồi sau đó thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó. Có lẽ, bảo tàng Ecuador sẽ có hai phương thức xuất hiện. Thứ nhất, đó là hình thức người tham quan đi vào phạm vi phóng xạ của cái chai cất giữ. Viện bảo tàng thưởng thức đủ loại khổ nạn khác nhau. Kiểu thứ hai, đó là bị thu làm vật phẩm của bảo tàng, bị viện bảo tàng cất giữ, ở lại bên trong mãi mãi.
anh đơn binh đã từng trải qua kiểu thứ nhất, không được coi là thật sự đi vào trong viện bảo tàng. Nhưng mà anh đơn binh đừng lo lắng, bản thể bảo tàng Ecuador có lẽ không nằm trong kén sáng nữ vương. Lục Tân hơi giật mình, vì sao? Hàn Băng nói, bởi vì cái chai đặt ở viện bảo tàng, không có khả năng viện bảo tàng nằm trong cái chai. Nghe thấy câu trả lời hơi lòng vòng này, Lục Tân có cảm giác hiểu, nhưng rồi lại không hiểu. Anh suy nghĩ thật cẩn thận, rồi lại dần xuất hiện một ý tưởng mới. Từ Tốn nói, tôi không tìm thấy bản thể của viện bảo tàng này. Bây giờ cũng không cảm nhận được phóng xạ của nó, nhưng tôi nghĩ đến một khả năng khác. Nếu muốn phá hỏng nó, có lẽ có thể thông qua một cách khác. Nếu tôi chủ động đi vào trong chai, có phải đồng nghĩa rằng đã tiếp cận được với bản thể của nó rồi không? Chuyện này, Hàn Băng nghe xong câu trả lời của anh, đã thất thần mất vài giây. Anh muốn chủ động đi vào trong chai. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 800, năng lực sao chép đặc tính tinh thần 1. Nếu không tìm thấy vị trí viện bảo tàng, cũng không cảm nhận được phóng xạ tinh thần của viện bảo tàng. Vậy thông qua cách chui vào chai để tiếp cận bảo tàng Ecuador chẳng phải là một chuyện rất hợp lý hay sao? Lục Tân thấy hơi khó hiểu, tại sao Hàn Băng lại không có ý kiến gì? Không chỉ không có ý kiến, mà trong kênh trò chuyện còn vang lên tiếng ồn ào, dường như có người nhận microphone. Sau đó vang lên một giọng nói hơi giả nua, nhưng lại rất bình tĩnh và thong thả. Chính là giáo sư Bạch mà trước kia Lục Tân đã từng trò chuyện. Đơn binh, cậu định làm thế nào? Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Lục Tân nói, tôi muốn thử xem nó có thể sưu tầm tôi không. Giáo sư Bạch nín lặng, rõ ràng là ông ta đã hơi bất ngờ. Theo nguyên tắc, ông ta hơi do dự, đến khi nói nửa câu sau thì giọng điệu có hơi chần chừ, sau đó tức giận nói, lý luận này quá là ngu ngốc. Lục Tân phản bác lại, tôi rất nghiêm túc. Giáo sư Bạch im lặng một chút, nói, cậu định làm thế nào để bảo tàng chủ động sưu tầm cậu? Lục Tân nói, vừa rồi mọi người đã nói viện bảo tàng này có thể bị thống khổ và bất hạnh hấp dẫn, chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ. Giáo sư Bạch đã hiểu ý của Lục Tân, nói, theo truyền thuyết mà nói, có vẻ như bảo tàng Ecuador đúng là có tính chất đặc biệt này. Nhưng mà bây giờ có thể xác định, vì bảo tàng Ecuador là vật sở hữu của đại giáo chủ Ecuador, tất nhiên nó sẽ có mối liên hệ nào đó. Cho dù cậu có điều gì có thể chắc chắn hấp dẫn được tính chất đặc biệt của bảo tàng Ecuador, nó cũng sẽ không chủ động lưu trữ cậu. Dù sao, rất có thể nó sợ cậu. Lục Tân xem nhẹ câu kế tiếp của giáo sư Bạch, ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói, nhưng trên vùng hoang dã này có rất nhiều người bị nó sưu tầm. Bọn họ, có lẽ một nửa trong số họ là đồ vật trưng bày trong bảo tàng. Giáo sư Bạch không biết vì sao Lục Tân nhắc đến điều này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời anh. Thứ bảo tàng Ecuador cần không phải người, mà là tinh thần. Tất cả những người đến từ thành phố Thủy Loan đã giao đau khổ và bất hạnh của họ cho viện bảo tàng để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc giả dối. Đợi đến khi lưu trữ xong, tinh thần sẽ bị bóc tách, còn họ cũng sẽ ngủ say mãi mãi. Lục Tân lập tức gật đầu, nhưng mà điều này chứng minh bọn họ vẫn có liên hệ nào đó với viện bảo tàng. Giáo sư Bạch ngập ngừng, đúng vậy, có điều cậu hỏi cái này để làm gì? Nếu tôi có tính chất đặc biệt giống như họ, vậy tôi... Lục Tân từ từ hỏi tiếp, có phải cũng có thể dựa vào liên hệ của họ với viện bảo tàng, để đi vào viện bảo tàng hay không? Hít, rõ ràng giáo sư Bạch đã kinh ngạc đến mức hít sâu một ngụm khí lạnh, hoảng hốt nói, cậu còn có năng lực sao chép sao? Hả? Lục Tân bị dáng vẻ hoảng hốt của giáo sư Bạch dọa sợ, vội lắc đầu nói, tôi không có, thật sự không có. Rồi anh im lặng một lúc, nói tiếp, nhưng tôi có cái này. Trong lúc nói chuyện, anh lục lọi trong ba lô luôn mang theo bên mình, lấy ra một khối Rubik. Đây là khối Rubik 12x12, Lục Tân có được nó khi anh chiến đấu với bản đen ở thành Thủy Ngưu. Ban đầu sau khi anh tìm thấy nó thì đã muốn giao nộp lên trên. Nhưng còn bận suy nghĩ có thể đổi được bao nhiêu tiền rồi gặp chuyện giáo hội khoa học và công nghệ đổ ào đến vì thế luôn giữ nó trong tay. Cho đến tận lúc này mới bất chợt nhớ đến đặc tính của nó, có lẽ là có ích.
Điều này cũng là vì bình thường Lục Tân đã nuôi dưỡng thói quen trật tự, đồ đạc trong ba lo tuy rất nhiều, nhưng anh đều biết công dụng của chúng. Tuy anh không rõ tác dụng của khối Rubik này lắm, nhưng vẫn có thể hiểu sơ sơ. Tôi cũng có một vật phẩm ký sinh, nhặt được lúc đến thành phố trung tâm. Lục Tân chậm rãi giải thích, ban đầu tôi định giao cho bộ tư lệnh, nhưng tổ trưởng Trần lại bảo tôi giữ trước. Tôi nhớ rằng đặc tính của nó đó là có thể sao chép một đặc tính nào đó. Khối Rubik 12 x 12, tên, không rõ. Cấp bậc, tạm thời đoán cấp 2 đặc tính, có thể có khả năng sao chép được đặc tính của người khác. Thời gian duy trì, không rõ giới hạn, không rõ khi ở thành phố Thủy Ngưu, Lục Tân và Bích Hồ, Trần Tinh cùng với con quái vật nhỏ bị bỏ quên đã cùng đi vào một cái sân. Ở đó, họ gặp phải cạm bẫy của bàn đen. Trong sân có rất nhiều sinh mệnh kỳ quái. Xong việc Trần Tinh trở về máy bay trực thăng, truyền đạt lại phân tích của thành phố trung tâm cho Lục Tân. Có lẽ là bản đen lợi dụng sinh mệnh kia để chế tạo ra những mảnh sinh mệnh nhỏ hơn. Mà bản thân những mảnh sinh mệnh nhỏ này cũng không quá mạnh. Nhưng mượn sức mạnh của khối Rubik 12 x 12 để có thể giả quét Bích Hồ, cũng biến. Cho tất cả mảnh sinh mệnh nhỏ trong sân thành Bích Hồ. Sau đó cho mọi người xem khung cảnh Bích Hồ vui vẻ chém giết nhau trong sân. Nếu nó có thể biến tất cả mảnh sinh mệnh nhỏ trong sân thành Bích Hồ, vậy có phải nó cũng có thể giúp anh biến thành một người mộng du khác trên mảnh đất hoang dã này không? Các bạn vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.